Mấy em học sinh giờ phải đi bộ như thế này nè, gửi xe đi bộ vô. Người địa phương mà không dám chạy rồi mình lạ quắc lạ quơ sao dám đi các bạn. Đó, các bạn thấy đường về vậy nè. Xe dựng dở ngập tới nửa bánh xe vậy nè. Ở đây là khu vực phía trên gần quỹ ban, trụ sở quỹ ban xã Tân Phú B nha các bạn. Các bạn thấy là nhìn thấy nước linh láng như thế này, đây là ngoài đường nè, còn đây là trong nhà nè. Đó, trong nhà các bạn thấy là giờ sân đường nhập lũ cũ như thế này, chiếc xe dùm dựng đỡ đây nè các bạn. Tìm chỗ cao nhất nè. Ở đây mình thấy là mấy em nhỏ nó tắm được luôn nè. Đấy, nó xe đi nè các bạn. Nãy mình chạy được tới đây mình rung quá trời rung luôn rồi. Rất là nhiều các bạn, chứ không phải như nước mưa. Đây nền gạch gạch nhà chú cũng lót hết trơn rồi mà nó ngập láng vậy nè. Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại xã Thành Thới A. Đây Thành Thới A phải không anh? Thành Thới B các bạn, ấp Bình Thạnh. Bình Thạnh ha, Bình Thạnh hả anh? Bình Thạnh. Tại đây là ấp Bình Thạnh, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Các bạn có thể là nhìn thấy con đường dẫn từ ngay vị trí mình đang đứng đây là đường liên xã Thành Thới A, Thành Thới B. Ở đây là ở khoảng đoạn giữa các bạn, đoạn đường từ đây lên khu vực Ủy ban Nhân dân Thành Thới B, trung tâm, nước ngập như thế này. Đây các anh thợ hồ cũng đang làm nhà cái bên này, mình nghe các anh nói là đây lên trển nước ngập như thế này nè. Có chỗ còn sâu hơn nữa. Đây các bạn thấy chiếc xe ở trong đang đi ra nè. Đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? Đây là mới vừa nước mới vừa lên thôi nha các bạn. Một lát nữa là nước còn sẽ lên dữ nữa nên các anh cũng cảnh báo mình là nên đi là đi sớm. Để một hồi tránh trường hợp xe nước ngập sâu quá bị chết máy nha các bạn. Đây các bạn thấy này. Mọi người đang di chuyển từ trung tâm của xã Thành Thới B đến đây là đến ấp Thới Khương. Ấp Thới Khương của xã nào anh? Ấp Thới Khương của Thành Thới A. Mình đứng ở đây là vị trí gần gần đó, nhưng mà đây cũng thuộc ấp Bình Thạnh, xã Thành Thới B. Ủa ở đây nó ngập thường là ngập sao anh? Mấy tháng ngập mấy ngày mấy lần? Tháng ngập cả tuần lễ á. Tháng ngập cả tuần lễ vậy hả? Nghĩa là mỗi tháng sẽ có một con nước đực và con nước cái. Nước cái sẽ ngập nhiều các bạn. Đây bây giờ các phụ huynh sẽ đi rước các em học sinh đi về nè. Đó, đường đi như thế này. Dạ, đây các anh thợ hồ đi nha các bạn. Bây giờ mọi người cũng tranh thủ nè. Chắc có lẽ là mình cũng tranh thủ chạy theo luôn các bạn. Đấy, một hồi nước lên đi không được. Giờ là chỉ mới ngập khoảng 3 tấc thôi. 3 tấc mình sẽ di chuyển đến khu vực trung tâm của xã Thành Thới B. Trung tâm của xã Thành Thới B thì tọa lạc ở trên đường quốc lộ 60 cũ các bạn, đoạn từ thị trấn Mỏ Cày của huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đến cầu Cổ Chiên dẫn qua bên tỉnh Trà Vinh. Hiện bây giờ thì đường quốc lộ 60 đã có đường tránh rồi, thị trấn Mỏ Cày đã có đường tránh để sang khu vực cầu Cổ Chiên của tỉnh, nói liền tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Nên là quốc lộ 60 cũ thì vẫn được trưng dụng để các phương tiện đi lại. Và điều may mắn là quỹ trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành Thới B tọa lạc ngay trên quốc lộ, nên là khá là thuận lợi, không có bị nước ngập. Nhưng mà những con đường khác để dẫn vào trung tâm xã thì nước ngập dữ dội như thế này. Dạ, thì các anh ở đây cũng rất là mong mỏi sẽ có được những mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để con đường sớm được nâng cấp để cho các em học sinh như thế này đi lại cũng thuận lợi hơn.
ở xe đập điện là loại nước kiểu này không biết về còn nguyên không các bạn. Thời điểm bây giờ là cũng hơn 4 giờ chiều thôi, hơn 4 giờ chiều. Đa phần ở đây các em đi học buổi sáng bạn, con nước sáng thì thường con nước nó khủng hơn nữa. Rồi xe chạy tới đó không biết chạy được nữa không đây. Hình như là em thấy cái đường bên kia xong như có làm rồi phải không? Có nghĩa là thu bên này thì thu bên kia luôn mà làm bên kia không, bên này thì chưa thấy. Đoạn này như cũng khoảng chừng 3 cây số anh. Có 3 cây số ạ. Rồi bây giờ mình cũng tranh thủ đi nha các bạn. Bây giờ thời điểm này các em học sinh nó cũng tan trường rồi nè. Giờ đi trở là ngược sáng hả ta? Thấy các anh làm cho em đi ạ. Em cảm ơn các anh nha. Để em chạy khúc thử coi cái trường hợp ánh sáng đi có xuôi chiều không, còn ánh sáng được thì em chạy trở luôn, còn không có em chạy vòng ngoài lộ lớn chạy vô. Dạ, như buổi sáng là sáng ngập tới đoạn này. Có hôm nước rồi nó lên luôn đây luôn. Nó lên dữ dàng lắm. Vậy là khu này là của thành Thới A. Khu qua đây là thành Thới A. Khúc này đã làm rồi ha. Còn khu thành Thới B là còn như thế này. Thôi để em chạy anh trển coi coi sao ha. Em chào các anh nha. Không giờ thiếu nước mà. Ở đây các anh đi chợ về nha các bạn. Đi chợ về giờ mấy anh đảm bảo an toàn là phải đi bộ như thế này đây. Bây giờ mình sẽ chạy xe lần lần lên đoạn trên các bạn. Mấy anh nghe mấy anh nói mấy đoạn trên còn ngập thủng dữ lắm. Đi có mình các bạn, này gặp được có người chở đỡ quá. Mà người chở dám chở không đây nữa. Cái đường khó chạy vậy anh? Đá lục cục nhé hả? Vậy là hết rồi đó. Ok, hồi sao dám chạy trời? Có chắc hồi trở ra quá. Trở ra hồi lội bộ đầu đường lội bộ vô. Giờ gửi xe đây hồi cũng phải quay lại. Thấy không ổn rồi các bạn, giờ chắc phải lội bộ á, lội bộ đi rồi hồi. Hồi quay tới ra rồi. Chú chào mấy đứa nha, tụi con đi học về hả? Rồi nước này là nó còn ngập nhiều không, như hôm nay con đi mấy cái tháng trước á, còn ngập nhiều hơn vậy không? Nhiều hơn hả? Rồi tụi con đi về xe bỏ đâu? Dạ, đây vô trọng dễ đi không? Đi dễ hả? Chứ tính chạy lên tới trên quốc lộ tránh đi được không? Đi thì được á hả? Nhưng mà cái quan trọng là xe có chạy được, có tắt máy hay không thôi phải không? Thôi để chú lấy xe, chú chạy vòng đường ngoài chắc ăn. Bây giờ các bạn, mấy em học sinh giờ phải đi bộ như thế này nè, gửi xe đi bộ vô. Người địa phương mà không dám chạy rồi mình lạ quắc lạ quơ thì sao dám đi các bạn. Các bạn thấy đường về vậy nè. Xe dựng dở ngập tới nửa bánh xe vậy nè. Còn đây là hai bên thấy toàn là lá với mương không à. Giờ lội bộ vô quen khúc rồi à. Có người chạy được, có người cũng dắt bộ qua. Nó ngập tới đó vậy đó. Ở trỏng chạy được không anh?
Dạ, người quen ở đây, anh địa phương đây luôn á hả? Ở địa phương mà còn dắt bộ em lạ sao dám chạy? Chạy theo cái này nè. Ở trống sâu lắm hả? Trống sâu hơn cái này nhiều. Ủa xe anh sao không chạy? Nước ngập vậy đâu chạy. Nước ngập nó tắt á hả? Ừ. Ngập hết luôn đi luôn, hết cái bô luôn. À đây bạn, ngập cái bô luôn rồi. Giờ người dân ở đây mà không dám chạy thì mình thôi đi trở ra các bạn. Rồi chú chào mấy đứa nha. Mấy đứa đi học qua ăn sáng nước vậy là phải đi khuya 3 giờ đi á. Dạ, vậy là khuya phải đi sớm để tránh nước đó lên. Em tính chạy lên trển luôn mà em thấy ai cũng dắt bộ gì em sợ quá em chạy trở ra. Dạ. Đây trển khoảng mấy cây số anh? Tới xã là cỡ 3-4 cây số vậy hả? Dạ. Dạ. Dạ, ngập gì nữa. Ở đây là khu vực phía trên gần ủy ban, trụ sở ủy ban xã Thành Thới B nha các bạn. Các bạn có thể là nhìn thấy nước linh láng như thế này nè. Đây là ngoài đường nè, còn đây là trong nhà nè. Đó, trong nhà các bạn thấy là giờ sân đường nhập lũ khủ như thế này. Chiếc xe giờ mình dựng đỡ đây nè các bạn. Tìm chỗ cao nhất nè. Ở đây mình thấy là mấy em nhỏ nó tắm được luôn nè. Đấy, đó, xe đi nè các bạn. Nãy mình chạy được tới đây mình rung quá trời rung luôn rồi. Giờ mọi người tránh giờ này các bạn. Có nghĩa là khi đi mấy em nhỏ đi học về là phụ huynh sẽ rước muộn hơn, đợi nước rút. Ở đây thường là ngập cũng khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là xong rồi. Có chỗ cao, có chỗ thấp. Bây giờ lội ngoài đường nè. Qua chừng nước luôn. Nước là đang ròng nha. À, xe đang chạy luôn, dừng lại là hồi nó tắt à. Dạ, thôi giờ người đẩy người chạy đỡ chứ giờ sao giờ. Nó chạy tới đây sợ quá trời tắt máy nghỉ luôn rồi. Các bạn thấy là giờ xe đi tới đây bắt đầu bị dừng lại là nó bị tắt máy rồi. Chị phụ đẩy cho tới cái chỗ cao cao một chút đi, chứ để nước gì nó vô, họ vô nước á. Bạn thấy là ở đây là xung quanh là đây là trục đường ở ấp Bình Thạnh, xã Thành Thới B. Bây giờ mình sẽ lội bộ đi sâu vô trong nha các bạn. Giờ nước ròng mình thấy là ròng cả hơn một tấc rồi. À, mình đang đứng ở đây là khu vực xã Thành Thới B các bạn, Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Các bạn có thể là nhìn thấy trên trục đường như thế này, nước ngập sâu cũng khoảng 5 tấc nha các bạn. Những chiếc xe máy đi vào đường này có nguy cơ bị tắt máy rất là cao, tại vì nước ngập rất là sâu. Bây giờ mình tiếp tục vào bên trong để ghi hình chia sẻ cho bạn cùng xem. Ui da, lọt xuống cái hố. Đây. Cái hố bạn ơi. Đi nói lọt cái này như là cái sân các bạn, cái sân của
các hộ dân này chứ không phải là cái mương nữa, mà hai bên cũng có mương dũng nữa. Nước rồng chưa cô? Hình như con thấy đang rồng phải không? Con thấy rồng như cá tắc rồi đó. Dạ, giờ cô đi làm ha, đi về. Đi làm vắt này hả? Không hổng là nước ngập tới cái đà đó hả cô? Hơn nữa. Dạ. Cái đây nè, cái đây cũng được. Tháng nào cũng chịu vậy hả? Cái nhà ông già vậy. Dạ, con đâu có biết đâu, vô đây quá trời quá đất luôn. Con ở đâu? Con bên gần Thơm á. Sát đây mà con có biết đâu. Đi mình dưới đây thôi vậy. Dạ, con đi con quay phim nè. Dạ thôi con đi nha cô. Dạ. À, mình ở gần đây nhưng mà bình thường á là đi ngoài cái lộ lớn không các bạn, không có vô lộ nhỏ này. Lộ lớn cũng có ngập nữa. Đoạn lộ nhựa, đoạn hương lộ 21 á. Nhưng mà thường là ngập không có nhiều, tại hương lộ 21 cũng mới được nâng cấp những năm gần đây. Trước đó là cái lộ đá đỏ bạn. Nó sạt lở tan hoang luôn. Bây giờ xe thì người dân ở đây người ta sống ở đây nhiều năm rồi, cũng biết ý các bạn. Thông thường là đi tránh những cái giờ này, dạng như kẹt dữ lắm mới phải đi giờ này thôi. Ta thấy là hai bên hàng rào nè, hàng rào người riết mà người ta trồng luôn bằng cái cây môn với cây mái dầm nè. Mình tính chạy sâu sâu vô mà không có chạy vô được bạn. Chạy vô bị ngập nước là một chuyện, còn một chuyện cái đường ở dưới này các bạn, vô nó ngập nhiều lần nè. Cái phần bột đá nó trôi đi hết trơn rồi, rồi đan nó bể nữa. Không khéo thì các bạn có thể bị té hoặc là lũi xuống dũng như chơi. Hai bên đây là toàn là dũng ao không nè. Giờ đi bộ không biết đi đi giữa đường chứ không dám đi cặp mé bạn. Cặp mé có nguy cơ bị lọt xuống dũng nữa. Bé này có xe đạp đi an toàn hơn nè. Xe đạp bánh cao. Đây các bạn thấy xe đạp mà ngập gì nè. Nè, nó đang chảy ròng à, nước đang chảy ròng nè. Ngập quá trời vậy hả cậu? Ở dưới còn ngập nữa hả cậu? Hình như xe giờ ta biết ta tránh hết trơn rồi phải không? Hồi nãy con lũi vô làm hụt với con gửi đẳng luôn rồi. Con đi bộ đây. Con đi quay phim nè. Con nghe nói đây ngập dữ lắm ngập. Con sát bên mà không có biết đâu. Dạ chào cô chủ nhà đây cũng đang xách nước. Chứ bây giờ sát bên luôn các bạn. Sát nhà luôn nè. Dạ. Cô dự trữ tứ độ bạn. Tại vì hiện bây giờ á theo thông tin mình được biết là nước đang có giảm mặn các bạn. Mình cũng quên chia sẻ các bạn là nước ở khu vực huyện Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre đang bị nhiễm mặn do hạn hán kéo dài. Nước từ ở ngoài biển các bạn, cách ở đây cách biển cũng khoảng vài chục km, khoảng 70 km. Nước đã bị xâm nhập mặn mấy tháng nay. Và trong khoảng nửa tháng nay các bạn, khoảng một tuần, hơn một tuần nay thì nước đang có dấu hiệu là giảm mặn. Giảm mặn, nước ở thượng nguồn có đổ về cũng kha khá. Chính vì vậy người dân cũng tranh thủ trữ nước các bạn, trữ nước để tưới đồ. Ở nhà mình cũng đang mở hết những cái cống, những cái đập nước các bạn, cho nước vào trong các ao để dự trữ. Có đoạn thì cũng có cao cao chút rồi bạn, chỗ này có đường ranh cũng còn nè, chỗ nào cao thì đường ranh nó còn. Các bạn thấy là thời tiết bây giờ rất là cực đoan, rất là khắc nghiệt, biến đổi khí hậu ở vườn quốc gia U Minh Thượng của Cà Mau, xin lỗi, của Kiên Giang.
thì ngập khô nước rồi gây sạt lở dữ dội. Còn ngày hôm qua mình cũng qua hôm kia mình có đến khu vực đó, rồi nhiều điểm mới cũng đã sạt lở. Rồi ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau thì cũng khô hạn, chưa có miếng có được một vài cơn mưa vàng đầu mùa. Rồi nó cũng có chút đỉnh nước rồi bạn, nhưng mà không thấm vào đâu hết trơn. Dạ, chào cô, chào chú. Ủa cái nó ngập này tháng nào cũng ngập vậy hả chú? Này là con thấy như mới rộng rồi phải không? Rồi vậy là vậy bữa nước bữa nay vừa tráng lên nền nhà luôn. Tại con gần đây con đâu có nghe đâu. Bữa con thấy TikTok đăng rồi. Con bên Thơm nè. Ủa bên đây nhà cậu sắc sáo không? Không cậu con ghé thấy cái bà cụ nhà con không thấy cậu nhà nên con không có ghé. À, giờ cô phải tranh thủ lau dọn nè bạn. Để đi nó trợt. Cái này là ba cái bùn đất rất là nhiều các bạn. Chứ không phải như nước mưa. Ở đây nền ngập gạch nhà chú cũng lót hết trơn rồi mà nó ngập láng vậy nè. Đây các bạn thấy dữ dội chưa? Con thường cô đi ngoài cái huyện lộ 21 thôi mà con đâu có đi vô trong này. Tại đường này nó nhỏ con ít đi lắm. Ở đây các chú có tấn bằng cái bao cát các bạn để tránh nó vô nhà nè. Dạ. Thường mỗi tháng thì nó ngập mấy ngày chú? Bốn bữa, mùng 1, 2, 3, 4. Nhưng mà thường con thấy mỗi tháng nó có còn nước lớn còn nước yếu hơn. Như nước giữa tháng con thấy nó không mạnh, tùy tháng ha. Ô xe sao con không thấy ai chạy ra, người ta sợ người ta né ra hả? Vậy nãy con không biết con lũi vô ai cũng nhìn nó ra. Con chạy nó tắt cả bụp con đâu có dám dừng lại. Các bạn thấy là đây cũng còn ấp Bình Thạnh hả chú? Bình Thạnh xã Thành Thái B. Này các bạn thấy đầu riêng chỉ ở Mỹ Tho, các bạn Trung Lương Mỹ Tho mới ngập trong những tháng gần đây thôi. Nhiều người ta than vãn dữ lắm nhưng mà ở đây các bạn thấy là các cô chú ở đây còn chịu suốt này mấy năm rồi hả chú? Mỗi năm cũng ngập. Dạ. Năm nào cũng ngập. Ủa đất đây nó còn thấp dữ vậy hả chú? Hồi đó mà nhà mình cũng có trừ heo rồi mà lúc đó nước nó chưa có ngập nhiều không? Sau này những năm gần đây nó biến đổi khí hậu rồi nước nó nhiều. Dạ. Dạ. Bởi vậy phải biết hồi đó là chú nâng lên cao nữa. Như nhà chú cậu Sáu ở như có nâng lên rồi nè nhưng mà sân cũng ngập lũng lãng. À, thôi con cảm ơn cô chú nha, thôi con chào cô chú ạ. À. Con đi vòng vòng vô trong chút nữa đây. Con thấy nước ròng rồi con kia tranh thủ đây. Các bạn thấy nè, bây giờ trước cửa nhà nè, đó ngoài kia là cái dũng, dũng mương nè, đây là lưu dự trữ nước mưa nè, nền nhà nè. Bạn thấy là đây là nhà mà cô chú làm sao, có nghĩa là cũng có mới lát nền sao nè, cũng có trừ hao rồi đó, mà bây giờ nó thấp vậy nè. Không phải đất ở đây nó lúng mà tình hình biến đổi khí hậu bạn, thời tiết càng ngày càng diễn biến phức tạp, nước nó dâng cao lên. Bên đây là những hộ mà làm sao thì có được cái nền cao nhưng mà xung quanh cũng bị thấp, cũng bị ngập. Nói chung là nhà mình hồi xưa cũng vậy các bạn. Sau này nhờ có vụ bơm cát thì đi bơm cát thì đỡ một chút. Hai cô này nãy giờ còn kẹt ở đây các bạn. Thôi còn không có, hai cô nghỉ lại chút xíu đi, hồi nước nó giật rồi mình chạy tiếp. Gần tới chưa? Chứ giờ dắt bộ mà dưới nước vậy cũng hơi mệt ạ. Ở đây thì con đường vẫn chưa được nâng lên. Nếu mà con đường nâng lên á thì nhà dân vẫn bị tiếp tục ngập nha các bạn. Tại đâu phải nhà nào cũng có điều kiện nâng lên đây. Ví dụ như những căn nhà này mới làm sao á thì mọi người có trừ hao rồi, có nâng lên. Còn như hộ cô chú hồi nãy rồi những hộ phía bên đây các bạn là cất nhà lâu năm lắm rồi. Giờ muốn nâng là phải bỏ làm lợi luôn á chứ giờ nâng lên cũng đâu có nâng được.
Nếu giờ làm lại là cao hơn khoảng một thước nữa các bạn. À, giờ mọi người tránh hết trơn mà không thấy ai đi lại ra dán què, giống như bữa mình đi ở Hà Kinh 2 Trần Văn Thời của Cà Mau. Do những con đường bị sạt lở đi lại không được nên là mọi người cũng có người bỏ nhà đóng cửa đi luôn các bạn. Ra đi thường ví dụ như đi làm đi mỗi ngày mỗi tuần về hoặc là mỗi ngày về. Đường về khó quá nên cái mướn nhà trọ ở luôn. Ở Mỹ Tho cũng vậy. Mỹ Tho bữa nay chắc cũng ngập linh láng rồi bà. Nghe cái chú nói là nước sáng còn dữ hơn cái nước chiều này nữa. Các bạn thấy đi giống như mình đi lội ruộng nè, lội nước nè. Đường đan nè, các bạn thấy đường đan như thế này nè. Nó chỗ này cao nè bạn. Các bạn thấy đường đan nè. Đan này 1,5 m. Đó, đường cũng bự chứ đâu có nhỏ các bạn. Nhưng mà qua những cái đợt nước ngập như thế này bắt đầu nó bể ra nè. Chỗ này bể nè, bắt đầu ở đây mọi người mới rải đá. Dậm giá tạm. Nhưng mà cái dậm giá này mà qua cái đợt nước này nó trôi đi cái phần bột đá, chúng ta đi rất là nguy hiểm, dễ bị té ngã. Nhà chú ở đây như chú nâng sân lên nè. Con chào chú. Ở đây là tháng nào cũng ngập vậy hả chú? Mỗi nước luôn vậy hả? Trời, phải chịu vậy hả? Chú mới nâng sân lên hay gì? Con thấy nhà chú cái nền, chú làm cái sân sát cái nền, con nghĩ chú mới nâng đây phải không? Mới nâng đây à. Dạ, vậy như chú hồi xưa là chú cũng mặn sao, chú trừ heo lắm rồi phải không? Mà bắt đầu ngập sân, giờ chú nâng sân luôn. Hồi xưa nó không có ngập nhiều không chú? Nó không ngập nhiều, có mấy năm nay, hai ba năm nay là nó ngập sợ vậy. Dạ, vậy là những năm trước ấy, hồi mà đổ cái đường đan này là vẫn chưa ngập. Đường ra này con thấy 1,5 m, đường cũng lớn chứ đâu có nhỏ đâu. 1,5 m. Mà hình như nó ngập rồi cái nó bể hay gì tâm bệnh rồi, thấy dậm đá nè chú. Nó ngập rồi nó tràn ra nó chảy đi cũng bể. Nó trôi hết ba cái bột đá, con thấy còn đá lởm chởm, nãy con chạy xe vô khúc thấy muốn té con sợ. Gửi ngoài luôn. Bể bị dưới cái. Dạ, đá. Chào cô. Chảy cái xối cái nó lật đan. Dạ. Đổ đá nó lại. Vậy bởi con nó ủa sao kỳ, sao đường thấp vậy mà sao ai cất nhà sao không có nâng lên? Vậy là hồi xưa nó không có nhiều. Cất chi mà cao quá trời phải không cô? Cao quá trời, giờ những vậy. Bởi vậy, giờ là con nãy con nhìn con biết đây cô chú nâng cái sân. Vậy là chú mới nâng sao luôn á hả? Nâng Đây các bạn, giờ chú chừa lại có 3 cấp nè. Mà 3 cấp, cấp bóp lại còn có mấy phân nè. Nè các bạn thấy nè, cô chú là nâng cái sân lên cỡ này nè. Nâng lên chắc hồi xưa cái sân phía trước này hả chú? Nó thấp hơn cái này nữa. Nó thấy cái hàng rào chú xây nè. Hồi đó cái hàng rào này nó đâu ngập, hàng rào này hồi đó cao lắm. Bởi vậy đường đan đổ con thấy cũng 1,5 m rồi, dày chất lượng. Nhưng mà cái con nói ủa sao ở đây địa phương mà đổ đan nước ngập gì mà vẫn đổ. Như chú nói đây là mới ngập những năm gần đây thôi. Trước đó là không có. Các bạn thấy là giờ đâu phải nhà nào cũng có điều kiện mà nâng vậy. Như của chú là chú trừ heo mà lúc mà mặn nhà ai cũng la trời lên nền đâu mà cao dữ. Giờ nâng lên thì không ngập thôi các bạn, nhưng mà nền nó cũng không có cao lắm. Còn phía xung quanh bên này thì giờ các bạn thấy là bình địa đây nè. Dạ, vậy là nước là nước ngay là hơi nhiều hơn nha. Hôm qua ngập ít hơn ngày. Dạ. Bởi vậy con thấy mấy em học sinh đi về phụ huynh rước rồi xe tắt máy, con nói thôi giờ chị ở đó chút xíu cho nó rút xuống hả đi.
À. Rồi con thấy sao dán que chắc mọi người biết cũng tránh này hả cô? Con nói ở đây bệnh là chịu chết. Dạ. Nó không bệnh là chịu chết chứ làm sao đi? Dạ, xe đâu có vô được. Nãy con tính liều con chạy đại mà thấy không ổn rồi thôi con gửi luôn. Dạ, thôi con cảm ơn cô chú nha. Dạ, thôi được rồi con tranh thủ con quay sợ nước rút rồi. Dạ, con đi quay, con đăng YouTube rồi cô. Con ở Bình Thơm á, con gần đây mà con đâu có hay đâu. Bình thường con đi bên cái lộ nhựa đó không à. Con đâu có đi mấy cái đường nhỏ này. Dạ. Hồi nãy con nghe nói là mấy em đi học buổi sáng là 3 giờ là tranh thủ đi. Ra ngoài ngồi chờ, sợ hồ nước nó lên. Dạ, nước này con thấy rút sớm nè, lên cũng sớm tại nay mới mùng 1 à. Có ngày mưa chắc trễ hơn. Mưa trễ hơn rồi mốt rồi trễ từ trễ tới 8 giờ đêm mới về được. Dạ. Dạ thôi con chào cô với cô. Dạ thôi để con đi vô một khúc nữa đi. Đó các bạn thấy là tình hình ở đây á như. Dạ. Chắc con đi tới một khúc nữa à. Dạ. À, hồi trước các bạn như chú nói là chỉ có vài năm gần đây thôi. Chứ con đường này cũng mới vừa đổ. Mình nói là không có đi đường này, nghĩa là không có đi thường thôi bạn. Như trước đây mình cũng đã có đi qua một vài lần rồi, lúc mà ở đây chưa có đổ đan nữa kìa. Rồi sau này mới đổ đan lên 1,5 m như thế này. Trước khi đổ là mọi người cũng cơi lên, nâng lên rồi. À, những năm gần đây nó bắt đầu mới ngập tiếp, bắt đầu ngập dữ dội lên. Nên là những hộ dân ở đây cất nhà trước là coi như là ngập hết rồi đó. Có lẽ là mình lội đến một khúc nữa rồi mình sẽ dừng video nha các bạn. Tại vì lội vô nhiều quá, hồi đi bộ nó ra không biết đi nổi hôm nay nữa. Rồi nước cũng đang ròng rồi. Xây miếng tường để chặn như thế này các bạn biết là nó ngập cũng dữ dội rồi, miếng tường như vậy á cao hơn cỡ 5-6 tấc nữa. Đây thôi mà lúc đó đường đan đổ thường là có 1 m à, cái sau này mới bỏ cái đường đan ra 1 m đổ 1,5 m. À, mình thấy có nước rộng động nên tưởng có người và mấy chú vịt các bạn. Mấy anh chàng vịt nè. Con học ở trường nào? Con học ở đâu ạ?
Dạ, vậy là ngày nào con đi về vậy hả? Rồi xe con đi về dắt về hồi chạy được không? Không, cho xe con hết điện đó. Rồi điện dắt về luôn vậy hả? Rồi về sạc mới chạy được không? Được không? Rồi, rồi chú cảm ơn nha. Đây, các bạn học sinh là đi trong cái mùa nước ngập như thế này các bạn, rất là khó khăn. À, có bạn thì chờ được tới nước rút, còn các bạn gấp về phải dắt đại dưới nước như thế này. Còn nếu không thì đi sớm, nhưng mà thường là cái giờ tan học là khoảng 4-5 giờ chiều. Nếu mà trường hợp mà đi về chờ cho nước rút á, thì khoảng này chắc có thể là khoảng 6 giờ là nước rút rồi. Xe các cô này nãy giờ cũng chưa chạy được luôn rồi. Giờ nước hơi rút bớt, các bạn có xe chạy được rồi nè. Giờ cạn nha các bạn. Chỗ này thì đan nó cũng hơi cao nè. Cái chỗ khác nó gì nè. Ủa sao con không chờ nước rút hả về? Con không chờ nước rút mà về đi về luôn vậy hả? À mà con đi xe đạp mà phải không? À xe đạp đi được. Con không có tạo thi kiều hả? À tiểu học hả? À tiểu học An Thanh 1 ha. Đi xe đạp thì mấy ngày này đi đỡ hơn các bạn. Mấy em có thể là dắt xe đi về liền như thế này. Còn xe đạp điện là có em mày kỹ thì nó chờ lại, mấy em nó chờ lại nước rút mới được. Nhưng mà cái này chỉ có ngày nay là sớm thôi bạn, còn mấy ngày kế nữa là nước nó sẽ muộn nữa. Thôi giờ nước bớt rồi nè, mình thấy có xe chạy được rồi nè. Hồi vô mình ghé mình lấy xe mình về. Đó, bạn thấy ngập ghê chưa? Chứ là thiện xứ dừa. Bây giờ nước cạn rồi, xe chạy được rồi nha các bạn. Ê, mấy bé tắm mùa nước nổi nha. Giờ nước cạn rồi, giờ tắm hết đã rồi, có hồi nãy rồi. Đấy các bạn, mình thấy ra đây chủ nhà làm nhà xong bây giờ cũng xây cái miếng tường để ngăn nước như thế này. Giờ xe không có lên được. Mình thấy là ở đây mấy anh xây khép kính luôn. Khép kính để những cái chậu kiển. Còn đi lên bằng đường sau. À, thôi là video này mình cũng xin dừng lại tại đây nha các bạn. À, mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh của những vụ thiên tai như là hạn hán, sạt lở đất, lũ lụt, để tiếp tục chia sẻ cùng các bạn xem ở khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến là tối mai mình sẽ đến, sáng mai mình đến ở khu vực Trung Lương các bạn, Trung Lương Mỹ Tho, để xem tình hình ở Trung Lương, cái phần ngập ở đường quốc lộ 1 và quốc lộ 60 nó có giảm chưa. Còn ở thành Thới đây thì chắc có lẽ là mình ngày chiều mơ mình quay lại các bạn. Tại vì nước tối ở đây á, đi không có thấy đường. Ở đây thì ngập chắc cũng khoảng là 3-4 giờ sáng. Ở Trung Lương thì có đèn thì mình có thể là ghi hình cho các bạn xem được. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.